ơi, chào mừng mọi người quay lại kênh YouTube của Sang ha. Thì hôm nay Sang nghĩ ra được một cái trò chơi rất là hay tổ chức cho những đứa em của Sang chơi nha. Đây là trò chơi gọi như là đập heo bịt mắt nha. Người ta gọi là bịt mắt đập heo nha. Rồi ok, để chơi được trò chơi này thì như mọi người thấy á, sau một thời gian thì Sang đã set up được cái cây như thế này. Sau đó thì chúng ta cần phải có là heo. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Sang đã mua 3 con heo này để chơi trò chơi nha. Đấy, đây là heo nhỏ, heo lớn và heo đại nha. Rồi, 3 con heo. Rồi, và một dụng cụ không thể thiếu nữa khi chơi trò chơi này đó chính là cái cây. Rồi, xíu nữa Sang sẽ phổ biến luật cho những đứa em và cùng mọi người cùng xem để làm sao để chơi chiến thắng trò chơi đặt heo nhận tiền thưởng này nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ lấy hai cái khẩu trang, Sang sẽ bịt khẩu trang những đứa em của Sang lại. Sau đó thì Sang sẽ di chuyển tới con heo. Đấy, di chuyển tới con heo. Có thể là theo lời dẫn của một người nào đó hoặc là mình tự di chuyển nha. Đây, đây, đây. Đây, đây. Rồi, khi chúng ta đã tới gần con heo là đây nè. Rồi. Rồi, đó đó đó, chú heo này nè. Đó, rồi, bây giờ khi mà chúng ta đã tới gần heo thì chúng ta dùng hết sức là mờ có thử đó. Trúng cái vị trí của con heo rồi nha. Rồi. Rồi, rồi bây giờ sau khi trúng vị trí heo rồi chúng ta lấy hết chút. Rồi thì mới nãy Sang đập lộn ngừ rồi mọi người ơi. Đập trúng heo, đập trúng ngừ. Rồi bây giờ Sang sẽ hướng dẫn lại nha. Rồi chúng ta bịt mắt và chúng ta cầm cây nha. Di chuyển tới heo nha. Bây giờ để cho nhanh thì Sang nhờ thằng em nó dẫn Sang tới heo nha. Đấy, đấy chúng ta sẽ mò tới heo này đấy. Rồi rồi rồi. Rồi đấy. Đây. Bỏ xuống anh ơi, bỏ xuống anh ơi. Rồi rồi. 1, 2, 3 đập anh ơi. Rồi đập đúng không? Đập đập đập. Rồi rồi, xê ra nha, xê ra nha. Trúng giống như nghe mới nãy nha. Heo 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 đây đúng không? Đúng rồi, đúng đi. Rồi. Như Sang đã nói á, cái con heo bự nhất là tiền nhiều nhất và cũng là dễ đặt. Con heo bự nhất là tiền ít nhất, còn con heo nhỏ nhất là tiền nhiều nhất. Rồi mọi người cùng xem cái màn tranh tài của những thí sinh đặt heo bắt đầu nhé. Bàn tay chắc. Rồi tấm ra, rồi. Rồi tiếp tục. Bàn tay trắng. Rồi anh ra. Sau khi bàn tay trắng thì đã chọn ra được người chơi ưu tiên. Đó là thằng em Tấn này là người chơi ưu tiên, Sang là người chơi nhì và đây là Tấn là người chơi thứ ba. Rồi, bây giờ cái người ưu tiên sau khi mình ra trước á thì sẽ được chọn con heo. Chọn con heo. Và chọn luôn thứ tự đặt heo. Tấn sẽ chọn con heo của mình để đặt và chọn thứ tự ưu tiên luôn nha. Tấn muốn đập trước hay là đập giữa hay là đập sau luôn nha. Rồi em chọn con heo của mình đi. Rồi con gấu trúc panda này nha. Rồi con này là heo lớn nha. Và em chọn luôn cái thứ tự mình đập thứ nhất, thứ nhì hay là thứ ba. Chọn mình là người đập đầu tiên thử vận may luôn nha. Rồi thì Sang là người về nhì nên Sang sẽ chọn cái con nào ta? Anh em nên nghĩ mình chọn con nào? Con nhỏ đi anh. Con này hả? Rồi ok, chọn con này luôn nha. Vậy là cái con heo to này là của bạn Tấn nha. Đấy, vậy bạn Tấn sẽ chọn con heo to nha. Rồi, chúng ta bắt đầu vào cuộc thi anh em chú bị. Bắt đầu. Thẳng tới Tấn ơi. Thẳng luôn. Rồi, bạn này đang di chuyển thẳng. Thẳng luôn, từ từ. Ngồi xuống. Ngồi xuống, đúng rồi, ngồi xuống. Con heo đâu? Gần trúng đâu? Đất có xin nữa. Đập đi em ơi. Đất có xin nữa. Rồi quất, quất, đánh chưa? Đập đại đi em ơi. Đập mấy lần được một lần rồi hả? Không, cứ đập gì nào bể heo thôi. Đất xin nữa. Thế luôn. Khách ra vô. Thẳng xuống. Còn mấy con heo mà lấy gì đạt không rời được con heo mà. Bây giờ đây, bao chung luôn. Đó, chưa. Rồi đập đi em chung rồi. Rồi đúng rồi đó. Rồi quýnh chích mẹ. Đó.
bể rồi, heo này nó đang không muốn xuất chuồng ơi. Rồi bây giờ Trang sẽ hướng dẫn cho bạn Tuấn đặt nha. Rồi bây giờ bạn Tuấn tiến tới, cứ tiến tới, tiến chậm chậm thôi. Rồi đúng rồi, tiến tới tiếp. Rồi tiến tới tiếp, tới tiếp đi bạn Tuấn ơi. Rồi đứng im, rồi rờ con heo đi. Không, rờ bằng cái cây nha bạn Tuấn. Rờ rờ lên 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 chơi. Đó, nhẹ nhẹ thôi, rờ rờ con heo đi. Đó, rồi dây dây ra, rồi dây dây ra. Đúng rồi bạn Tuấn ơi. Lấy chớn đã nha, lấy chớn nha. Rồi công chúng từ từ rờ rờ lại con heo. Rờ lại con heo. Đúng rồi, di chuyển thẳng lên. Thấy thẳng lên, đúng rồi. Quá chuồng rồi đó. Rồi rồi, quơ mò mò đi. Rồi đúng rồi. Đúng rồi, chứng heo đó. Rõ đi bạn ơi. Thả tay ra, thả tay ra. Đúng rồi. Yeah, bẻ heo rồi, bẻ heo rồi. Tiền đâu, tiền đâu? Rồi, đây 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 đây. 30 nha mọi người. Rồi rồi rồi. Bạn Tuấn được 30 rồi. Quá là ngon, quá là ngon. Vậy mua kẹo ăn bạn. Rồi, Sang đã đập bể con heo nha mọi người. Đây là 50 ngàn nha. Rồi, yeah. Rồi, rồi, xong rồi. Rồi, bạn Tuấn tiến lên đi. Đúng rồi, tiến thẳng lên. Thẳng lên. Đúng rồi, đúng rồi. Từ từ, bình tĩnh. Đó, tới dây rồi đó. Rồi, rồi, đúng rồi, tìm heo đi, tìm heo, tìm heo. Đó, đúng, đúng heo đó. Rồi, không được cầm heo mà đánh nha. Thả tay ra nha, thả tay ra. Rồi, bây giờ chúng ta đến với sau khi bạn Tuấn đập con bể thì bạn Hugo đã giành đập và bây giờ em bắt đầu tiến thẳng đi em ơi. Thẳng luôn, thẳng luôn. Thẳng luôn đi. Rồi đúng rồi. Rồi tiến thẳng đi. Tiến cứ tiến thẳng đi và cầm sợi dây. Tiến thẳng đi nữa. Rồi rồi, rồi giờ sợi dây đi. Rồi sợi dây ở trên cao. Rồi sợi dây. Tới tới xíu nữa. Rồi 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 sợi dây, rồi sợi dây. Rồi cầm sợi dây qua trái, qua trái. Qua trái. Đúng rồi, đó, rồi con heo. Gõ một góc 45 bộ, 45 độ. Chui chui, rồi lại heo, rồi lại heo. Nhẹ nhẹ thôi. Rồi, đúng rồi. Rồi, cầm con heo luôn để rờ coi thử mặt mũi. Rồi, đúng rồi, gõ vị trí đó, 45 độ. Ê. Tiếp tục đi, tiếp tục, đúng hướng rồi đó, đi thẳng luôn. Đi thẳng luôn bạn Dũng ơi, rồi, đúng rồi, đó, rờ con heo. Đấy, đúng rồi, rờ con heo. Rồi bạn Dũng đã gõ được bể con heo rồi mọi người ơi. Đây 5 ngàn, còn nữa không? Đây 2 ngàn nữa nè. Rồi bạn Dũng đã được 12 ngàn nha. Rồi quá là thành công. Sau khoảng 30 phút đồng hồ đập heo cười mà muốn mệt luôn. Với những người đồng đội chơi rất là sốc và đập không trúng thế nào. Đập không trúng thế nào. Những lần đầu nhưng mà những lần sau thì anh em đã cố gắng hết sức và đập bể heo và nhận được tiền về cho mình. Rồi thì cuối video rồi Sang cũng cảm ơn mọi người đã xem video của Sang và mọi người nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Sang nha. Nhớ nhấn cái chuông bên cạnh nha. Rồi bye bye, xin chào tất cả mọi người. Bye.